vụ chuyến bay giải cứu sắp xét xử kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có đơn kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ngày 4 tháng 12, theo nguồn tin, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 21 bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 4 ngày do thẩm phán Mai Anh Tài làm chủ tọa. Theo trong số này, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, có đơn kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội. Trong phiên sơ thẩm được tuyên án, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án phạt Hoàng Văn Hưng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Minh Tuấn bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Số các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị tuyên án sơ thẩm 16 năm tù, 3 bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội nhận hối lộ, cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu và tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Kịch tính, đại án Việt Á có biến mới, lật tẩy chiêu trò trợ lý Vũ Đức Đam, sửa hàng loạt văn bản, nhét túi tiền tỷ, Tổng Trọng lộ động thái túm chụp cuối. Thưa quý vị, vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị địa phương có liên quan. Trong vụ án này, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa hối lộ hơn 3 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ. Riêng ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhận hối lộ của Phan Quốc Việt 2,25 triệu USD thông qua thư ký là bị can Nguyễn Huỳnh. Đặc biệt, bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã can thiệp nhiều cá nhân ở Bộ Y tế tự chỉnh sửa văn bản để có lợi cho Công ty Việt Á trong việc tiêu thụ test xét nghiệm. Đổi lại, ông Trịnh được cảm ơn 2 lần với tổng số tiền không ngờ tới. Cựu trợ lý Phó Thủ tướng chỉnh sửa văn bản có lợi cho Việt Á. Thưa quý vị, trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Nguyễn Văn Trịnh thể hiện sau khi được Phan Quốc Việt và Nguyễn Huỳnh, thư ký ông Nguyễn Thanh Long nhờ giúp đỡ Công ty Việt Á trong quá trình phối hợp nghiên cứu đề tài, cấp số đăng ký lưu hành, tiêu thụ test xét nghiệm. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, Nguyễn Văn Trịnh yêu cầu ông HAD, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế gửi lại file mềm văn bản số 465 ngày 4 tháng 2 năm 2020 qua email để Trịnh trực tiếp chỉnh sửa theo hướng để có lợi cho Công ty Việt Á trong việc tiêu thụ test xét nghiệm chuẩn bị sản xuất. Sau khi chỉnh sửa văn bản, Trịnh đã chuyển lại để ông đề ký ban hành văn bản số 724 ngày 18 tháng 2 năm 2020 thay thế văn bản số 465 ngày 4 tháng 2 năm 2020. Sau đó, Trịnh hướng dẫn Phan Quốc Việt soạn công văn đề nghị cấp số đăng ký lưu hành khẩn cấp cho test xét nghiệm của Công ty Việt Á, gửi Trịnh kiểm duyệt nội dung trước khi gửi Bộ Y tế. Đồng thời, Trịnh chỉ đạo Nguyễn Huỳnh kiểm tra và giới thiệu cho Phan Quốc Việt đơn vị thuộc Bộ Y tế có chức năng kiểm định chất lượng sinh phẩm y tế để Việt liên hệ thực hiện kiểm định chất lượng test xét nghiệm phục vụ lập hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh tiếp tục can thiệp tác động để Nguyễn Minh Tuấn, khi đó là vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ Y tế ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định. Ngoài ra, Trịnh cũng can thiệp tác động Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế sử dụng nguồn tiền tài trợ
từ các ngân hàng thương mại cổ phần để thanh toán tiền mua 200.000 test xét nghiệm với đơn giá 470.000 đồng trên test, trong khi giá này chưa có căn cứ để thanh toán, đang bị Bộ Y tế kiểm tra. Để thuận lợi cho việc bán thương mại sản phẩm, kit xét nghiệm trên phạm vi cả nước, Phan Quốc Việt cấu kết với các bị can thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tặng bằng khen đánh bóng hình ảnh, thương hiệu cho kit xét nghiệm, sau đó chào hàng các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại kit xét nghiệm thu lời bất chính. Ngoài ra, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng, cấu kết với lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập, thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật về đấu thầu thông qua hình thức ứng hàng sử dụng trước, hợp thức hóa thủ tục, hồ sơ thanh toán sau theo đơn giá do công ty Việt Á đưa ra nhằm tiêu thụ kit xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống 470.000 đồng trên kit. Cực sốc, báo chí vạch mặt hai nhân vật khủng điều khiển được cả lãnh đạo chính phủ vụ Việt Á. Lò bác trong chuẩn bị dư luận để hốt qua bảng. Thưa quý vị, trong 38 bị can vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố trong đại án công ty Việt Á, có 2 bị can bị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi là Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Hậu Đình. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy gây chú ý bởi vì chỉ là một nhân viên của Nhà xuất bản Giáo dục, nhưng Thủy có thể điều khiển được nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Y tế. Chính bị can Nguyễn Thanh Long cũng xác nhận Thủy có mối quan hệ rộng với người có chức vụ quyền hạn, nên khi nữ cựu chuyên viên điện thoại nhờ có mặt tại buổi lễ trao tặng kit xét nghiệm, ông mới nhận lời. Chứng tỏ bà Thủy không nổ có mối quan hệ lớn như báo chí viết, mà thực sự đã dựa lưng ai đó để tác oai tác quái trong vụ Việt Á. Vậy thực chất hai nhân vật này nguy hiểm đến mức nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Hai nhân vật bí ẩn đó là ai? Phan Quốc Việt là giám đốc doanh nghiệp thỏa thuận ăn chia với bất cứ ai nếu người đó đem đến lợi ích. Đó là chuyện bình thường, giúp chạy giấy tờ nếu hiệu quả thì trả tiền. Môi giới để bán hàng thì có hoa hồng, làm ăn thì chấp nhận luật chơi về chia sẻ lợi ích. Nhưng quan chức không phải là doanh nghiệp, cũng nghe lời của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy giám sát, đó mới là chuyện lạ có thật. Thủy đã gọi điện mời Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long và nhắn tin mời một phó chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia buổi trao tặng kit test của Việt Á bởi công ty có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên. Để đảm bảo Nguyễn Thanh Long tham gia, Thủy còn gọi điện cho thư ký và vợ của Long để nhắc ông Long tham dự đúng ngày. Một nhân viên của Nhà xuất bản lại có thể gọi cho bất cứ ai, quyền lực như vậy quả đáng nể. Từ Thứ trưởng tới vợ và thư ký của Thứ trưởng, Thủy đều dọa oai nhắc nhở. Qua lời khai của các bị can cho thấy Nguyễn Thị Thanh Thủy đã đạo diễn cho sự kiện ra mắt kit test Việt Á với sự có mặt của quan chức để bảo chứng cho sản phẩm. Với uy quyền và khả năng đạo diễn như vậy, một nhân viên bình thường không thể làm được nếu như không có sự ảnh hưởng của ai đó đằng sau. Theo nhiều trang web không chính thống, Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1967, quê Quảng Nam, sống ở Hà Nội. Thủy là con gái của một nhà lão thành cách mạng, cũng là em ruột bố của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, ông Phúc và bà Thủy là hai anh em chú bác ruột. Ly kỳ hơn là nhân vật Nguyễn Bạch Thùy Linh, sinh năm 1979, sống tại Hà Nội. Linh không có quan hệ bà con gì với ông Nguyễn Xuân Phúc, lẫn phu nhân của ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Linh quê Hà Nội, tuy nhiên chồng của Linh là con trai út của một cố đại sứ có tiếng tăm trong chính giới. Quê ông ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là đồng hương với bà Trần Thị Nguyệt Thu. Từ lâu, quan hệ giữa hai gia đình này rất thân tình. Chung cuối là ai? Người anh em kê khế nào đã tiếp tay cho Việt Á cùng Phan Quốc Việt gây ra đại án Việt Á? Báo chí bắt đầu hé lộ thông tin liệu Bắc Trọng có thực hiện lời hứa với dân về việc chống tham nhũng, không có vụ cấm. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ liên quan đến Việt Á. 80% số cổ phần còn lại trong công ty Việt Á phải làm rõ số cổ phần này là của ai, làm rõ xem cán bộ, ngành hoặc vợ con người thân của họ có ai đứng tên số cổ phần này không. Thứ hai, đại biểu Hòa cho rằng cần làm rõ xem ai là người chống lưng giới thiệu nâng đỡ cho Việt Á. Công ty Việt Á không thể nào một mình tự tung tự tác như vậy được. Bởi công ty Việt Á là một doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn, vốn ban đầu chỉ có 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, chỉ từ vốn điều lệ 80 triệu ban đầu đã tăng lên tới 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này được giao thẩm quyền phối hợp với Học viện Quân y Bộ Quốc phòng để tham gia nghiên cứu sản xuất, kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID-19, trong khi rất nhiều công ty dược phẩm của cả nước rất lớn và tầm cỡ nhưng không được giao mà lại giao cho công ty Việt Á. Dư luận cho rằng với một công ty nhỏ mới thành lập như Việt Á, không thể được giao thầu bán kit test khắp cả nước như vậy nếu không có ai chống lưng. Bởi vậy, không chỉ tôi mà nhiều người cho rằng phía sau công ty Việt Á có người chống lưng giới thiệu và nâng đỡ cho doanh nghiệp này. Đại biểu Hòa nói, với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Người dân tin tưởng rằng trong cuối vụ Việt Á, dù là ai cũng sẽ sớm lộ diện và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.